V-League 2016 mới diễn ra được 2 vòng đấu, tuy nhiên đã có khá nhiều điều bất ngờ xảy ra. Mới nhất chính là việc câu lạc bộ Hà Nội có thể đổi trụ sở vào thành phố Hồ Chí Minh và đổi tên thành Sài Gòn FC. Đây không phải là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam có chuyện một đội bóng bị đổi qua đổi lại một thương hiệu. Thể công huyền thoại, Khatoko Khánh Hòa hay Hà Nội ACB lừng danh đều là nạn nhân của những cuộc chuyển đổi, mua bán khó tin tại V-League. Sự kiện Thanh Hóa mua lại suất V-League của Thể Công trước thêm mùa giải 2010 là một cuộc chuyển giao ở Mỹ và bất ngờ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Sau khi xuống hạng năm 2009, lãnh đạo Thanh Hóa quyết định đề nghị mua lại suất thăng hạng và toàn bộ đội hình Thể Công. Trước đó, lãnh đạo câu lạc bộ Thể Công đã tuyên bố giải tán đội chuyên nghiệp để tập trung làm đào tạo trẻ. Sau Thể Công, đến lượt Quân khu 4 bị xóa tên, khán giả tại V-League không còn được xem hình ảnh của những người lính đá bóng. Sau một mùa giải chơi ở V-League, Quân khu 4 được chuyển giao toàn bộ cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt, hay còn gọi là Navibank Sài Gòn. Sau khi có được suất V-League của Quân khu 4, Navibank Sài Gòn đã chuyển cả đội vào thành phố Hồ Chí Minh để làm bóng đá. Mục đích là thông qua bóng đá để quảng bá tên tuổi doanh nghiệp. Đầu năm 2012, Bầu Long của Hóa Phá Hà Nội tuyên bố bỏ bóng đá. Bầu Kiên cũng lập tức mua lại đội hình này và sáp nhập với Hà Nội ACB để tạo nên câu lạc bộ bóng đá Hà Nội dự V-League năm 2012. Câu lạc bộ này cũng bất ngờ trở thành một thế lực của V-League khi sở hữu những cầu thủ tốt nhất của cả hai đội bóng. Hải Phòng xuống hạng cuối mùa giải 2012, ngay lập tức họ liên hệ với hàng loạt câu lạc bộ để tìm kiếm suất chơi V-League mùa kế tiếp. Sau nhiều lần đàm phán thất bại, đúng 2 hôm trước thời điểm chốt đăng ký tham dự V-League 2013, Hải Phòng đã chính thức mua lại suất V-League của Khatoko Khánh Hòa. Lý do khiến đội bóng phố biển đồng ý là do doanh nghiệp Khatoko muốn tái cơ cấu và không thể đầu tư thêm cho bóng đá. Không thể cạnh tranh nổi với lượng khán giả với đàn anh Hà Nội T&T và khó kêu gọi thêm tài trợ, câu lạc bộ Hà Nội dự định sẽ chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh và đổi tên thành Sài Gòn FC trong mùa giải 2016 này. Hiện tại, câu lạc bộ Hà Nội đang nỗ lực hoàn thành các thủ tục pháp lý. Được biết, việc chuyển hộ khẩu này xuất phát từ chính nhu cầu của câu lạc bộ Hà Nội cũng như sự ủng hộ của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh khi từ vài năm gần đây, thành phố lớn nhất cả nước không còn đội bóng nào chơi ở V-League.